Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay Việt giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa khủng long đến từ hãng Săn Xui. Đó là dòng Săn Xui SB300. Dòng này rất hiếm trên thị trường audio. Và trước tiên thì Việt chia sẻ về kích thước của đôi loa này. Ngang là 45, sâu là 43, cao 72. Rồi bây giờ Việt sẽ cầm điện thoại tiến đến gần và quay chi tiết. Thì hình ảnh của nội thất của đôi loa này Việt có để phía sau video, quý vị và các bạn xem hết bản test rồi thì sẽ tới hình ảnh nha. Thì do Việt đã có tháo ra là chụp hình ảnh và đã test một hai lần rồi, cho nên bây giờ không tháo e căng ra nữa, giờ chỉ test lại cho các bạn tham khảo thôi. Thì giới thiệu sơ qua, đôi này bass 30, một chung còi rất là to, hai chép còi, thùng rất là kinh khủng, nặng khoảng 30 mấy ký một thùng. Đấy, ở phía sau đây là thông số kỹ thuật, ba quay 4 speaker Săn Xui SB300. Thì đây là cái dòng loa mà quý vị và các bạn search trên Google thì sẽ biết rất hiếm. Đó. Và nếu mà so sánh chất âm theo cảm nhận riêng của Việt thì dòng loa này có thể so sánh với những dòng loa lừng danh như là Beoner 88A màn FB và 99A màn FB. Đó. Tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. Và tuy nhiên so sánh thì có thể là việc so sánh với những đôi loa lừng danh như thế. Thì cũng nhiều bạn hỏi tại sao mà cái giá, nếu mà nó hay như thế tại sao cái giá thấp. Thì thưa với quý vị và các bạn, những cái dòng này nó không có nhiều đâu. Quý vị và các bạn đếm trên thị trường Việt Nam mình đi, đếm trên một bàn tay thôi. Đó. Là chưa, thị trường Việt Nam mình có cao lắm cũng vài đôi thôi, không có nhiều. Đó. Thì chính vì đó nên anh em chơi audio chưa có dịp sở hữu, chưa có dịp nghe, cũng chưa, cho nên chưa có dịp là biết đến cái giá trị của cái đôi loa này nó như thế nào. Đó. Anh em nào sở hữu cái đôi loa này, Việc bảo đảm với quý vị và các bạn rất hay. Giá 17 triệu đồng. Không bớt, không bao phí ship. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cho quý vị và các bạn nghe. Đẹp, keng, dễ ghép âm ly. Anh em nào muốn chơi thành một bộ xe pháo mã thì đôi này tuyệt vời. Quý vị và các bạn bỏ tiền ra mua Beoner CS88A, mắc tiền hơn rất là nhiều. Và tuy nhiên chất âm nó mang lại thì cũng không vượt trội hơn đôi này. Và hơn nữa là mình chơi hàng độc. À, rất là khó tìm đôi này nha quý vị và các bạn. 88A thì rất là dễ tìm rồi. Nhiều bạn thì nói Việt là dìm hàng. Sự thật Việt có dìm hàng, Việt vẫn bán những dòng 88A, 99A bình thường mà quý vị và các bạn. Mình cảm nhận riêng như thế nào thì mình chia sẻ thế đó thôi. Rồi, bây giờ mời quý vị nghe nha. Mình sử dụng nguồn nhạc trên kênh YouTube nha quý vị và các bạn. Chiều mang cơn gió cuối đông về buốt vai người lữ thương, mùa xuân theo sau rất thơm thơm, lộc non thay lá khô, nghe như hương mùa xuân nhẹ lén vào nhịp thở, chim ca ngoài kia mà sao quá ngỡ ngàng. Sáng xuân rồi ư mà sao thưa im vắng, đã bao năm rồi chén xuân riêng mình ngồi nhìn xuân bước qua. Từng mùa xuân đi qua
giờ nơi xa xăm mắt lệ nhòa thương nhớ. Ôi biết bao giờ, biết đến bao giờ mới có được mùa xuân ước mơ. Người đi năm tháng đã mỏi mòn, tóc xanh giờ điềm trắng, một đời lênh đênh vẫn chưa về từ khi xa cô. Xuân tha hương lẽ thì xuân giàu rực rỡ, xuân không người thơ thì xuân đâu có vui. Hoa mai nhà ai gợi bao niềm thương nhớ, đã không mong chờ, đã không sung vầy xuân đến chi.